cuộc đua chức Tổng Bí thư, Tô Lâm và Phan Đình Trạc đang ăn miếng trả miếng. Việc Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng thoát ẩn, thoát hiện và ẩn nhiều hơn hiện đã làm cho vấn đề người kế nhiệm chức Tổng Bí thư trở thành một chủ đề rất quan trọng. Không chỉ là quan trọng với tâm của người công luận mà còn là vấn đề của các ứng viên và phe cánh của họ trong nội bộ của Đảng. Tổng Trọng bất ngờ xuất hiện tại phiên khai mạc hội kỳ họp bất thường của Quốc hội ngày 15 tháng 1 sau hơn 3 tuần mất dạng. Giới thạo tin cho rằng sự xuất hiện đó là theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thủ lĩnh của phe Nghệ An, Hà Tĩnh. Ông Huệ muốn mời Tổng Trọng xuất hiện để dằn mặt Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rằng ông Tô đừng thể hiện quá lộ liễu tham vọng tranh quyền đoạt vị chức Tổng Bí thư. Một quan điểm kỳ cục của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ báo Dân Trí vào ngày 2 tháng 2 thì đưa tin xử lý các đại án tham nhũng nghiêm minh không có nghĩa là xử quá nặng. Bản tin cho biết Phó Ban Nội chính Trung ương ông Nguyễn Văn Yên đã biện hộ cho rằng gần đây trong các phiên xét xử các đại án tham nhũng, dư luận cho rằng Đảng giơ cao đánh khẽ đối với các quan chức tham nhũng của Đảng. Ông Nguyễn Văn Yên nói rằng nghiêm minh không có nghĩa là xử quá nặng mà đảm bảo xử lý đúng bản chất của vi phạm, xử lý công khai, không úp mở, không giấu giếm, không có án bỏ túi. Đồng thời, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cũng nhắc lại rằng chủ trương xử lý nghiêm minh không có nghĩa là xử quá nặng. Đối với quan chức tham nhũng là việc làm theo lời chỉ đạo nhân văn, nhân ái, nhân tình của Tổng Bí thư Trọng. Theo giới phân tích, hành động vừa kể trên của Phó Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Văn Yên là hành động mang tính chất biểu dương lực lượng của phe Nghệ Tĩnh. Phe này do ông Phan Đình Trạc trên cương vị trưởng ban nội chính Trung ương kiêm phó trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng và tiêu cực dẫn đầu và Tổng Trọng đứng trên cương vị tổng chỉ huy. Điều đó có liên quan gì đến các phản ứng mới đây của ông Bộ trưởng Bộ Công an trong việc đã hướng mũi dùi vào ông Trần Tuấn Anh, cựu trưởng ban kinh tế Trung ương, vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho nghỉ hưu sớm trước tuổi 60. Phó Ban Nội chính Trung ương ông Nguyễn Văn Yên trong một cuộc họp báo. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, khi báo chí đặt câu hỏi về tiến độ điều tra một số vụ án lớn trong lĩnh vực điện, xăng dầu của Bộ Công Thương, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau để nâng giá vật tư, thiết bị điện, có những vật tư được nâng giá lên tới 300%. Đó là một trong những nguyên nhân khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Việc phe Nghệ Tĩnh đưa ông Nguyễn Văn Yên, người phát ngôn đại diện cho Ban Nội chính Trung ương ra mặt đối đáp với người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô, theo giới quan sát là việc có tính toán của ông Phan Đình Trạc, mục đích chuyển đi một thông điệp phe Nghệ Tĩnh là người đang làm chủ cuộc chơi, đó là điều không thể đảo ngược. Gần đây có những đồn đoán liên quan đến mối bất hòa giữa trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc, một người trong những lãnh đạo chủ chốt của phe Nghệ Tĩnh, cánh tay phải của ông Trọng, với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Giới thạo tin tiết lộ, trước sự lộng hành của ông Tô Lâm, Tổng Trọng đã tiết lộ những nhân vật thân cận rằng ông rất muốn đưa Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, về thay thế cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm trước khi ông Trọng nghỉ hưu. Trong lúc tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Thứ trưởng Bộ Công an là một đồng hương và là người cách đây được Bộ trưởng Tô Lâm tin dùng. Nhưng đến nay, ông Ngọc đã quay xe, chuyển sang phục vụ trong Phan Đình Trạc để chống lại ông Tô Lâm. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, tướng Nguyễn Duy Ngọc vừa được phong quân hàm thượng tướng. Đó là chưa kể sau khi xuất hiện những đồn đoán về việc Tổng Trọng chắc chắn sẽ nghỉ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã mở quá nhiều mặt trận để tấn công hầu hết các ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế Tổng Bí thư. Điều đó đã vô tình thúc đẩy các phe nhóm khác buộc phải liên kết lại với nhau để mà đáp trả ông Tổ. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một nhân vật được đánh giá là có tham vọng chính trị rất lớn. Mới đây đã xuất hiện các tin về việc đua vào vị trí thay thế trong Tổng Bí thư giữa Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đại tướng Quân đội Phan Văn Giang, và lợi thế đang nghiêng về bên quân đội. Theo đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang đang nhận được sự ủng hộ của đa số trong tổng số 16 ủy viên Bộ Chính trị còn lại hiện nay. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm đã và đang biến bạn thành thù, và với tham vọng leo cao thì rồi sẽ ngã đau là điều khó tránh khỏi. Chúng ta hãy cùng chờ xem sự thất bại của Tô Lâm trong giai đoạn nước rút sẽ diễn ra như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin cuộc đua chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm và Phan Đình Trạc đang ăn miếng trả miếng.
cuộc đua chức tổng bí thư, thủ tướng phản đòn đánh thẳng vào hầu bao của Tô Đại. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là hai trong số các lãnh đạo ngành công an trong danh sách 16 ủy viên Bộ Chính trị hiện nay. Hai nhân vật này có mối quan hệ chằng chịt trong hệ thống quyền lực của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ chính trị lớn nhất của Tổng Trọng một thời. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Cố vấn An ninh và Tôn giáo của ông Ba Dũng. Ông Tô Lâm trước đây là thư ký của tướng Hưởng. Ông Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ. Còn Phạm Minh Chính là đệ tử ruột của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự nghiệp chính trị của Phạm Minh Chính có được như ngày hôm nay là có sự nâng đỡ rất lớn của ông Ba Dũng. Vậy mà quan hệ giữa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính không mấy mặn mà, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nếu không muốn nói rằng Tô Lâm coi thường Phạm Minh Chính, dù hiện nay Tô Lâm là cấp dưới của Phạm Minh Chính. Theo blogger anh Ba Sảm, tức cựu thiếu tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh, cũng xuất thân từ dòng dõi Thái Tử Đỏ, tức là con trai út ông Nguyễn Hữu Khiếu, là đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, từng tiết lộ như sau. Trước đây, Tô Lâm từng ký công văn tuyệt mật gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiến nghị xem xét xử lý đại tá Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, là con trai của tướng Nguyễn Văn Hưởng, bằng hình thức xử lý nội bộ về mặt đảng, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với lý do là thời hạn điều tra đã hết, nhưng không được Tổng Trọng chấp nhận. Với chi tiết, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2022, trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thuộc hạ chờ hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken, ông đã nói câu để đời rằng, rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu. Hình ảnh trong clip cho thấy, khi cuộc trò chuyện giữa ông Phạm Minh Chính cùng các thuộc cấp đang diễn ra vui vẻ, thì Bộ trưởng Bộ Tô Lâm bất ngờ xuất hiện. Ngay lập tức, tất cả đều im bặt. Điều đó chứng minh rằng Bộ trưởng Tô Lâm là người có quyền sinh, quyền sát trong toàn bộ hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khả năng để ông Tô Lâm trở thành người kế cận của Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Tổng Bí thư là hoàn toàn có thể. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo giới quan sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nằm trong danh sách ứng viên kế nhiệm chức danh Tổng Bí thư, giống như ông Tô Lâm. Và việc Tô Lâm và Bộ Công an liên tiếp xử lý các quan chức có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một nhân vật được cho là mối quan hệ tình cảm mờ ám với Thủ tướng Chính. Giới phân tích cho rằng đánh vào bà Nhàn, mục đích của Tô Lâm nhằm hạ uy tín của ông Phạm Minh Chính trong cuộc đùa này. Điều kể trên có liên quan gì đến việc dư luận cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chặn nguồn thu của các chùa lớn ở miền Bắc như chùa Ba Vàng, chùa Phúc Khánh trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn hay không? Tờ báo Thanh Niên vào ngày 31 tháng 1 đưa tin, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ. Bản tin cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng văn, phản văn hóa và trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024. Nhiều ý kiến cho rằng vụ chiêm bái xá lợi tóc Phật tại chùa Ba Vàng trong vài ngày cũng đã thu hàng chục tỷ đồng. Hay vào năm 2019, truyền thông nhà nước cho rằng hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ của sư Thích Trúc Thái Minh đã thu được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Rõ ràng chùa Ba Vàng cũng như các chùa khác hiện nay là nơi tu tập trá hình, mà thực chất đó là các cơ sở kinh doanh tôn giáo thu lợi cho Bộ Công an. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Công luận cũng hết sức bức xúc và đặt câu hỏi tại sao vào tháng 7 năm 2019 sư Thích Trúc Thái Minh đã bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong giáo hội Phật giáo do Đảng dựng lên và bị kỷ luật bằng hình thức sám hối. Ấy vậy mà nhà sư này vẫn trụ trì chùa Ba Vàng cho đến tận ngày hôm nay. Phải chăng điều này là theo sự phân công của tổ chức? Điều đó có liên quan gì đến những lời xì xào chùa Ba Vàng là cơ sở làm kinh tài cho Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an hay không? Ngoài ra, chùa Ba Vàng còn có nhiệm vụ làm hạ thấp uy tín của đạo Phật. Công luận đặt vấn đề, ông Phạm Minh Chính là một tướng tình báo của Bộ Công an trước đây, là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh trong 5 năm 2010-2015, thì ông biết quá rõ hoạt động kinh tài của nhà chùa với nguồn thu khổng lồ đem về cho Bộ Công an. Điều đó có liên quan gì tới ý kiến cho rằng đây là biện pháp mà ông Chính đáp trả, đánh vào hầu bao của Bộ trưởng Bộ Công an hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của ngày hôm nay của bản tin Thời báo.de, cuộc đua chức Tổng Bí thư, Thủ tướng phản đòn
đánh thẳng vào hầu bao của Tô Đại Tướng.